Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với Ankin Audio. Thì hôm nay em lại lên tiếp cho tất cả các bác một cái bộ dàn rất là chất lượng. Vẫn là đôi loa Delta huyền thoại. Đây, đôi loa Delta thì hôm trước em cũng đã báo cho tất cả các bác rồi. Đây, khắc cả chữ Delta, thùng rất là sâu các bác nhé. Được chưa? Ê căng của nó có hai cách, một là lắp kiểu này hoặc các bác có thể ngược ra ngoài. Nhưng mà ngược ra ngoài thì cái bông bên trong nó có một số cái nó bị rách. Đấy, nên là ngược ra, ngược vào các bác nhé. Thì nên sẽ bán với giá rất là rẻ cho các bác rồi. Ok chưa ạ? Như thế này thì quá là đẹp rồi. Ngày hôm nay thì build cho tất cả các bác vẫn là cái bộ mic huyền thoại Ergo U880. Bây vỉ tím có gia tốc, có tử ngắt, đầy đủ luôn các bác nhé. Và tay thì nói chung là rất là đẹp, tay này quá đẹp luôn chứ không phải đẹp nhé. Tay thì ruột zin, côn zin, vỏ thay, được chưa? Và sử dụng tiếp mình là một con vang audio DSP880, một thương hiệu của GM. Thì dòng vang này em cũng là làm hoặc là đã bán cho tất cả các bác rất là nhiều. Cái tiếng cũng rất là hay, tiếng con này phải nói thực sự là hay các bác nhé. Nó cũng chạy chip Analog Device 21375. Cũng sẽ làm được cái effect rời cho bác nào mà chơi mixer hay là chơi sự kiện, được chưa? Và tiếp tục là một con đẩy công suất DB audio. Con này là mặt phay nhôm, mặt phay nhôm các bác nhé, mặt phay nhôm nên các bác yên tâm là về cái độ đẹp thì các bác không lo gì, han gì, được chưa? Con này để chạy mạch lẫn hát đời mới. Nếu tất cả những bác mà cần thông tin thêm về nội thất thì em có thể là gửi ảnh cho tất cả các bác khi các bác thêm bạn vào Zalo nhé. Với con vang GM Audio thì nó sử dụng cho mình cái phần mềm các bác đã biết rồi, bác nào dùng rồi thì các bác biết rồi. Phần mềm của nó cực kỳ là chuyên nghiệp các bác, rất là chuyên nghiệp luôn các bác nhé. Được chưa? Em đã căn chỉnh bộ dàn này khá là chi tiết rồi. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, phần mềm rất là chuyên nghiệp các bác nhé. Được chưa? Và bây giờ em sẽ alo cái tiếng mic. Còn nếu mà bác nào muốn nghe test cả bài hát, cả chất âm, cả nhạc thì các bác có thể là thêm bạn Zalo, em sẽ gửi riêng cho các bác một cái video. Tránh cái trường hợp là bị đánh bản quyền. Ok chưa các bác? Đấy, hàng các bác nhìn rất là đẹp nhé. Bộ này thì báo giá luôn cho tất cả các bác là giá là 9 triệu đồng. 9 triệu đồng có đầy đủ dây rác và bao cước vận chuyển cho tất cả các bác. Được chưa? Thì nhiều bác nghĩ trong đầu 9 triệu đồng vẫn là đắt hay là như thế nào thì em thực ra là em những cái người mà người ta không quan tâm về chất lượng, không quan tâm về những cái khác, những cái độ đẹp thì tất nhiên là 9 triệu là cao rồi các bác nhé. Nhưng mà theo các bác nghĩ là gì ạ? Bây giờ tất cả các cái model này đã có mã rồi. Các bác chỉ cần tra trên YouTube từng mã một, bác cộng lại xem là giá tiền nó sẽ là bao nhiêu. Với cái con Ergo U88 này, tay đẹp như thế này, được chưa? Đầu đẹp, zin thì là gì ạ? Giá nó sẽ rơi vào tầm 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 6. Một con vang GM Audio DSP880 giá tùy từng thời điểm, có những lúc là 2 triệu, có những lúc là 2 triệu 2, có những lúc là 1 triệu 8. Nhưng mà con vang này rất là hay. Và con DB Audio, con này là đẩy công suất 2 kênh. Thì các bác tham khảo giá lúc nào ở trên 3 triệu, 3 triệu 2, 3 triệu 4. Các bác cứ cộng này đi, các bác cứ tham khảo thoải mái. Đúng xem này cũng phải là bộ dàn này em bán rẻ cho tất cả các bác không? Được chưa? Còn này em nếu mà bán rời thì tất nhiên là giá nó sẽ cứ theo thị trường các bác nhé. Còn bây giờ em gộp bộ. Coi như cảm ơn tất cả các bác đã tin tưởng Ankin Audio. Và các bác cho Ankin một nút đăng ký kênh, vì kênh này cũng là kênh mới. Đấy, ok chưa các bác? Bây giờ em sẽ test thử các bác nhé. Bác nào mà muốn nghe tiếng nhạc thì các bác có thể ấy thêm 4567 Lê 4567 Lê 4567 Lê 123456 Lê 4567 Khi xưa nếu chẳng cánh xa, gừng cay bùi mặn đắng cay luôn là Lê. Anh ơi, em đang quay thì anh ấy đi. Đây, các bác vừa nghe thì hơi ồn một chút, các bác thông cảm nhé. Các bác khi các bác hát cái bộ này, các bác yên tâm là gì, tiếng rất là nhẹ bay. Và con loa Delta này sử dụng cho mình một con siêu chép
một con siêu chép thì các bác, nhiều các bác nghĩ đến là siêu chép thì nó rất dễ gây ra hú rít, thì các bác biết là em đang ngồi rất là gần, khoảng cách chưa đến 1 mét các bác nhá. Bình thường một cái bộ dàn nó phải khoảng tầm, cách xa khoảng tầm 3 mét thì nó mới hết cái hú rít được. Nhưng mà bây giờ em ngồi rất là gần thì em căn chỉnh khá là chi tiết rồi, được chưa? Và vẫn đảm bảo là cái tiếng bay nhẹ, hát rất là sướng, rất là phê các bác nhá. Và bác nào mà có cái có cần những cái video hát thì các bác có thể là liên hệ với cái Zalo của em sẽ gửi chi tiết cho các bác. Giá 9 triệu đồng bao dây rác bao cước thì thực sự một bộ dàn quá rẻ luôn các bác, mà toàn hàng chất lượng các bác nhá. Nguyên cái ba thớt này thì các bác tham khảo cũng đã giá cũng rất là cao rồi. Và loa này là sử dụng cho mình siêu chép, tiếng rất là sáng, rất là bay, nghe nhạc cũng sướng các bác nhá. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.